tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những thông tin chính. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc công trình cầu Phong Châu tại tỉnh Phú Thọ bất ngờ bị sập khiến hai mố cầu rơi xuống lòng sông Hồng, làm nhiều người tử vong và mất tích. Bộ Xây dựng cho biết, thực hiện chức năng thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng theo quy định tại Nghị định số 06 năm 2021 của Chính phủ, quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ nghiên cứu thực hiện một số nội dung. Cụ thể là tổ chức giải quyết sự cố công trình cầu Phong Châu theo quy định tại Điều 44, Điều 45 Nghị định số 06 năm 2021. Trong số đó, đặc biệt lưu ý đến việc tiếp tục bảo vệ hiện trường và các biện pháp đảm bảo an toàn cho đến khi hoàn thành công tác giải quyết sự cố công trình theo quy định của pháp luật. Văn bản của Bộ Xây dựng nêu rõ, theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 06 năm 2021 thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ hoặc Bộ Quản lý Công trình Xây dựng chuyên ngành, trong trường hợp này là Bộ Giao thông Vận tải khi được Thủ tướng Chính phủ giao, là cơ quan có thẩm quyền chủ trì, tổ chức giám định nguyên nhân sự cố và phân định trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân có liên quan. Bộ Xây dựng lưu ý, trong quá trình tổ chức giám định hiện trường sự cố, cần được chụp ảnh, quay phim, thu thập chứng cứ, ghi chép tư liệu cần thiết phục vụ công tác giám định nguyên nhân sự cố và lập hồ sơ sự cố trước khi triển khai các công việc tiếp theo. Bên cạnh đó, lưu ý đến việc thu thập các tài liệu kỹ thuật có liên quan trong quá trình quản lý, khai thác, bảo trì, sửa chữa công trình. Ngoài ra, Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành trục vớt, thanh thải lòng sông để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa khi đảm bảo điều kiện cho công tác này. Sớm báo cáo cấp có thẩm quyền đề xuất phương án khắc phục để đảm bảo giao thông trên tuyến quốc lộ 32C. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ sập cầu Phong Châu. Theo báo cáo nhanh của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ, cầu Phong Châu nằm tại km 18+300 quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ, được xây dựng bàn giao đưa vào khai thác sử dụng năm 1995. Cầu Phong Châu được xây dựng theo công nghệ cũ với kết cấu dàn thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, quy mô vĩnh cửu, tải trọng thiết kế H18X60, tải trọng người đi 0,3 tấn trên 1m2. Cầu có chiều dài 375,36 m. Năm 2013, cầu Phong Châu được sửa chữa. Theo kết quả kiểm định sau khi sửa chữa, cầu Phong Châu không phải cắm biển hạn chế tải trọng. Năm 2019, cầu Phong Châu được sửa chữa lần 2. Năm 2023, cầu Phong Châu tiếp tục được sửa chữa nhỏ. Kết quả kiểm định cầu năm 2019 đánh giá cầu Phong Châu không phải cắm biển hạn chế tải trọng. Đáng lưu ý, báo cáo của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ cũng nêu rõ, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 Iagi gây mưa lũ, nước sông Hồng dâng cao, lưu tốc dòng chảy xiết đã làm thay đổi địa hình địa mạo dưới lòng sông khu vực cầu Phong Châu, kéo đổ trụ T7 làm sập hai nhịp dàn chính của cầu là nhịp 6 và nhịp 7. Cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng trên quốc lộ 32C, nối liền hai huyện Lâm Thao và Tam Nông của tỉnh Phú Thọ. Ngày 16 tháng 9 là ngày thứ ba lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu. Việc tìm kiếm nạn nhân, cứu hộ các nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu được tiến hành từ ngày 14 tháng 9 và vẫn đang được các lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ khẩn trương tiến hành. Khoảng hơn 17 giờ chiều ngày 14 tháng 9, trên sông Hồng, đoạn qua xã Vĩnh Lai, huyện Lâm Thao, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một phụ nữ ở phía hạ lưu cầu Phong Châu, cách nơi xảy ra sự cố khoảng 10 km. Qua xác minh nhận dạng, thi thể được xác nhận là bà Nguyễn Thị Hát, sinh năm 1976, ở xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Bà Hát cũng là nạn nhân đầu tiên được tìm thấy trong số 8 người mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu. Khi xảy ra sự việc thương tâm, bà Hát và chồng là ông Lương Xuân Tê cùng đi trên chiếc xe máy biển kiểm soát 19L31061, cả hai đều mất tích. Tiếp đó vào sáng ngày 15 tháng 9, lực lượng tìm kiếm công an tỉnh Phú Thọ tiếp cận một xe đầu kéo biển kiểm soát 19R0111.11 mắc kẹt dưới sông. Vị trí lực lượng chức năng tiếp cận cách cầu Phong Châu bị sập gần 100m. Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng không tìm thấy nạn nhân trong cabin xe. Tuy nhiên, từ đêm đến rạng sáng ngày 16 tháng 9, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tiếp tục có mưa to kèm sấm sét. Nước sông Hồng có lên cao hơn một chút so với chiều ngày 15 tháng 9. Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tam Nông,
do mưa kéo dài từ đêm đến sáng nay gây khó khăn cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Tuy nhiên, các lực lượng vẫn sẵn sàng tìm kiếm các nạn nhân. Ông Hùng cho hay, việc tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang được tiếp tục với những nỗ lực không ngừng nghỉ của các lực lượng chức năng trong điều kiện trời mưa to. Mực nước sông ngày 16 tháng 9 rút chậm hơn mấy hôm trước, song các lực lượng vẫn sẵn sàng tìm kiếm các nạn nhân. Cũng theo lãnh đạo huyện Tam Nông, một công tác khác cũng được thực hiện song song với việc tìm kiếm các nạn nhân là chuẩn bị các phương án để lắp đặt cầu phao, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Việc lắp đặt cầu phao do Lữ đoàn Công binh 249, Lữ đoàn Công binh 543, Binh chủng Công binh thực hiện. Nước sông Hồng từ ngày 14 tháng 9 đã rút nhưng dòng chảy vẫn còn mạnh, gây khó khăn cho các lực lượng triển khai phương tiện lắp đặt cầu. Trong khoảng thời gian này, các cán bộ chiến sĩ công binh vẫn tích cực thay ca ngày đêm để vận chuyển vật liệu xây dựng, bến vượt nhanh nhất, để bắc cầu phao khi có điều kiện. Theo Đại tá Nguyễn Xuân Việt, Chính ủy Lữ đoàn Công binh 543, cầu phao được lắp đặt dự kiến dài khoảng 300m. Hai bên đầu cầu có đường dẫn đủ rộng để phục vụ lưu thông hai chiều. Nếu các điều kiện thuận lợi, cầu phao sẽ được lắp đặt trong vài ngày tới. Đại tá Nguyễn Xuân Việt thông tin, Lữ đoàn Công binh 543 phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh cùng cấp ủy chính quyền địa phương đang tích cực làm công tác chuẩn bị để sẵn sàng tham gia cứu hộ cứu nạn các nạn nhân cũng như phương tiện rơi xuống dòng sông. Khi điều kiện cho phép, chúng tôi sẽ phối hợp với Lữ đoàn Công binh 249, Binh chủng Công binh tham gia bắc cầu phao qua sông Hồng để đảm bảo cho bà con vượt sông. Về thời gian, căn cứ vào tình hình thời tiết cũng như lưu lượng nước trên sông, chúng tôi sẽ cố gắng với tinh thần trách nhiệm cao nhất để thực hiện nhiệm vụ trong thời gian ngắn nhất. Trước đó vào ngày 9 tháng 9, đã xảy ra vụ sập cầu Phong Châu do lũ trên sông Thao, sông Hồng lên rất cao, chảy xiết, dẫn đến cuốn trôi trụ T7 và hai nhịp giàn chính, nhịp 6 và nhịp 7 phía bờ sông Thao thuộc địa bàn huyện Tam Nông. Sơ bộ ban đầu xác định, tại thời điểm xảy ra sự cố, có 10 phương tiện rơi xuống cầu, trong đó có 1 xe ô tô tải, 2 xe ô tô đầu kéo, 6 xe mô tô, 1 xe máy điện, 8 người mất tích. Công tác tìm kiếm có sự tham gia của khoảng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, sẽ bố trí nhiều cano chạy dọc hai bên bờ sông Hồng chở các chiến sĩ tìm kiếm dưới lòng sông. Chiều ngày 16 tháng 9, các lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện một thi thể nam giới trên sông Hồng thuộc địa phận khu 10, xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, cách hiện trường vụ cầu Phong Châu bị sập khoảng 8 km về phía hạ lưu sông Hồng. Ngay sau đó, Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo lực lượng cứu nạn cứu hộ tiến hành trục vớt. Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với các ngành liên quan tiến hành khám nghiệm tử thi và thông báo cho gia đình có nạn nhân đang mất tích đến nhận dạng. Qua nhận dạng đã xác định nạn nhân là ông LXT, sinh năm 1968, trú tại khu 1 xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Các lực lượng chức năng liên quan đã hoàn tất các thủ tục liên quan và bàn giao thi thể ông LXT cho gia đình lo hậu sự. Trước đó vào chiều ngày 14 tháng 9, tổ tuần tra kiểm soát thuộc đội cảnh sát đường thủy, phòng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện một thi thể nữ trôi dạt trên sông Hồng, đoạn thuộc xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao. Nạn nhân được xác định là bà NTH, sinh năm 1976, trú xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Nạn nhân đi cùng xe máy mang biển kiểm soát 19L10749 với chồng là ông LXT, sinh năm 1968. Nạn nhân NTH được phát hiện cách cầu Phong Châu bị sập khoảng 10 km về phía hạ lưu sông Hồng. Vụ sập cầu Phong Châu tại km số 18+300 quốc lộ 32C kết nối hai huyện Tam Nông, Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 9 tháng 9 đã cuốn trôi trụ T7 và hai nhịp giàn chính, nhịp 6 và nhịp 7 phía bờ hữu sông Thao thuộc huyện Tam Nông. Sơ bộ ban đầu xác định tại thời điểm xảy ra sự cố có 10 phương tiện đang di chuyển trên cầu, trong đó có 1 xe ô tô tải, 2 xe ô tô đầu kéo, 6 xe mô tô, 1 xe máy điện, 8 người mất tích đã cứu, đưa 3 người bị thương đi cấp cứu tại cơ sở y tế. Báo cáo nhanh ban đầu là có 5 người bị thương. Nước lũ dâng cao nên việc tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn, chưa xác định chính xác về số lượng phương tiện và số người mất tích. Ngày 16 tháng 9 là ngày thứ 3 lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu. Việc tìm kiếm cứu nạn cứu hộ các nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu được tiến hành từ ngày 14 tháng 9 và vẫn đang được các lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ khẩn trương tiến hành. Khoảng hơn 17 giờ chiều ngày 14 tháng 9, trên sông Hồng, đoạn qua xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một phụ nữ ở phía hạ lưu cầu Phong Châu, cách nơi xảy ra sự cố khoảng 10 km. Qua xác minh nhận dạng, thi thể được xác nhận là bà Nguyễn Thị Hát, sinh năm 1976, ở xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Bà Hát cũng là nạn nhân đầu tiên được tìm thấy trong số 8 người mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu. Khi xảy ra sự việc thương tâm, bà Hát và chồng là ông Lương Xuân Tê cùng đi trên chiếc xe máy mang biển kiểm soát 19L31061, cả hai đều mất tích.
Tiếp đó, sáng ngày 15 tháng 9, lực lượng tìm kiếm công an tỉnh Phú Thọ tiếp cận một xe đầu kéo mang biển kiểm soát 19R011111 mắc kẹt dưới sông. Vị trí lực lượng chức năng tiếp cận cách cầu Phong Châu bị sập gần 100m. Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng không tìm thấy nạn nhân trong cabin xe. Tuy nhiên, từ đêm đến rạng sáng ngày 16 tháng 9, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tiếp tục có mưa to kèm sấm sét. Nước sông Hồng có lên cao thêm một chút so với chiều ngày 15 tháng 9. Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tam Nông, do mưa kéo dài từ đêm đến sáng ngày 16 tháng 9 gây khó khăn cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Tuy nhiên, các lực lượng vẫn sẵn sàng tìm kiếm các nạn nhân. Ông Hùng cho hay, việc tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang được tiếp tục với những nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng chức năng trong điều kiện trời mưa to. Mực nước sông ngày 16 tháng 9 rút chậm hơn mấy hôm trước, song các lực lượng vẫn sẵn sàng tìm kiếm các nạn nhân. Cũng theo lãnh đạo huyện Tam Nông, một tổ công tác khác cũng được thực hiện song song với tìm kiếm nạn nhân là chuẩn bị các phương án để lắp cầu phao phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Việc lắp đặt cầu phao do Lữ đoàn Công binh 249, Lữ đoàn Công binh 543 thuộc binh chủng Công binh thực hiện. Nước sông Hồng từ ngày 14 tháng 9 đã rút nhưng dòng chảy vẫn còn mạnh, gây khó khăn cho các lực lượng triển khai phương tiện lắp đặt cầu. Trong khoảng thời gian này, các cán bộ chiến sĩ công binh vẫn tích cực thay ca ngày đêm để vận chuyển vật liệu xây dựng bến vượt nhanh nhất để bắc cầu phao khi có đủ điều kiện. Theo Đại tá Nguyễn Xuân Việt, Chính ủy Lữ đoàn Công binh 543, cầu phao được lắp đặt dự kiến dài khoảng 300m, hai bên đầu cầu có đường dẫn đủ rộng để phục vụ lưu thông hai chiều. Nếu các điều kiện thuận lợi, cầu phao sẽ được lắp trong vài ngày tới. Đại tá Nguyễn Xuân Việt thông tin, Lữ đoàn Công binh 543 phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh cùng cấp ủy chính quyền địa phương đang tích cực làm công tác chuẩn bị để sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân cũng như phương tiện rơi xuống dòng sông. Khi điều kiện cho phép, chúng tôi sẽ phối hợp với Lữ đoàn Công binh 249, binh chủng Công binh tham gia bắc cầu phao qua sông Hồng để bảo đảm cho bà con vượt sông. Về thời gian, căn cứ vào tình hình thời tiết cũng như lưu lượng nước trên sông, chúng tôi sẽ cố gắng với tinh thần, trách nhiệm cao nhất để thực hiện nhiệm vụ trong thời gian ngắn nhất. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin đáng chú ý khác trong các bản tin tiếp theo.